Hello, xin chào các người, mình là Moba Việt. Ở trong clip này mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em những bộ trang phục chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam. Ok, đấu danh và đấu tường cũng nhiều cũng chán, vậy mình sẽ làm video clip giới thiệu trang phục. Ở phần đấu hạng em có thể thấy là đây là bộ trang phục của ID nhá. Ok, bộ trang phục đầu tiên là chính là bộ trang phục của ông già Igles, hỏa thuật sư. Còn đây là bộ trang phục của gấu trúc Zuka, đại phú ông. Rồi mà con gấu rất là béo. Đây là bộ trang phục của Maloc, ác quỷ dạ tiệc. Bộ trang phục này thì chắc chắn chuẩn bị ra mắt rồi. Rất là đẹp, trang phục bậc S và hiệu ứng kỹ năng cũng rất là đẹp. Còn đây là bộ trang phục mình khá thích, đó là trang phục của Veda, y tá bạo loạn. Đây là bộ trang phục của Lauriel, đoạn lạc thiên sứ, một thiên thần đeo giọ mõm và màu da lá bị, nói chung là biến đổi đi. Đây là bộ trang phục của Ngộ Không, hỏa nhãn kim tinh. Ngộ Không có hai bộ trang phục nhưng mà chưa ra mắt ở Việt Nam. Đây là bộ trang phục Ngộ Không đạo tặc. Khi nào mà tướng Ngộ Không được bán bằng vàng thì chắc chắn sẽ ra bộ trang phục này thôi. Còn bộ trang phục này thì ở trong kho báu anh em. Rất là đẹp, bộ trang phục mới ra mắt ở bên Liên Quân Mobile Đài Loan, đang hiện tại ở trong kho báu bên Đài Loan nhá. Và đây là bộ trang phục của Lữ Bố, đặc nhiệm SWAT. Có rất nhiều trang phục của cảnh sát ở trong Liên Quân Mobile, như trang phục của Violet, của Toro, của cung thủ John và của Lữ Bố. Letter âm thanh thiên đàng thì đã ra mắt ở Việt Nam rồi, nhưng mà chỉ bán mấy ngày thôi, và có rất ít bạn sở hữu bộ trang phục này. ID Ninja xanh lá thì chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam rồi, ok. Tiệc bánh kẹo Mgaga. Rồi chú Hề bây giờ thì trông nó không còn gớm ghiếc nữa mà trông rất hài hước bởi rất nhiều kẹo và bánh. Cùng với bộ trang phục từ bánh kẹo Mgaga, đó là chính là trang phục bánh từ bánh kẹo Mina, nghĩa là hai đôi vợ chồng. Mgaga bây giờ chuyển sang tán nha Mina và bỏ rơi Kozoma. Đây là bộ trang phục của cung thủ John đặc nhiệm SWAT. Trong mùa 3 tới thì cung thủ John rất mạnh bởi vì mỗi kỹ năng của nó đều kích hoạt cái nội tại mưa tên vô tận. Đây em có thể thấy là 3 chiêu để kích hoạt cái nội tại tên vô tận này. Chiêu 1 này, chiêu 2 kích hoạt này, và chiêu 3 cũng kích hoạt. Ok. Ilumia hồng hoa hậu, bộ trang phục rất đầy đặn và các số đo ba vòng 90, 60, 90 của Ilumia rất là đẹp. Mặc dù trong mùa 3 tới Ilumia bị giảm sức mạnh nhưng mà rất nhiều bạn vẫn yêu thích vị tướng này. Em có thể nhìn thấy kích cỡ ba vòng. Rồi. Ở đây là bộ trang phục cuối cùng của Butterfly. Rất là đẹp, bộ trang phục và nữ khoái nổi loạn. Tin nữ công nghệ thì ra mắt ở Việt Nam rồi nha. Mới ra mắt thôi. Bộ trang phục rất là đẹp và hiệu ứng, bộ trang phục này có hiệu ứng biến về và hiệu ứng dùng kỹ năng rất là đẹp. Mà ngoại hình thì không còn rú nép, vẫn rú nép hơn em tin nữ công nghệ một tí. Bộ trang phục mình giới thiệu anh em đó là bộ trang phục của Anzaka, Samachimat, tên rất là khó đọc. Samachimat. Cái bộ trang phục này và bộ trang phục mặc định thì nó cũng không khác nhau gì nhiều đâu. Bộ trang phục này thì được thưởng ở mùa 3 nhé. Anh em đặt mức danh vàng 3 thì sẽ được thưởng bộ trang phục này. Quá đơn giản được không? Vàng 3 là được trang phục và miễn phí của Azzen'Ka. Mặc dù Azzen'Ka trong mùa 3 bị giảm sức mạnh khá là nhiều, nhưng mà nó cũng là vị tướng rất mạnh bởi combo chiêu 1 và chiêu cuối. Còn em nào nữa không nhỉ? Ok, mình vừa giới thiệu anh em những bộ trang phục chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam. Đây là Liên Quân Mobile Đài Loan An nhá. Video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.